Không hốt. Ở ngoài cũng phải hốt vậy thầy. Sợ nó ra ngoài đường nó xải ngoài đường mấy ruộng kìa. Đúng rồi thầy. Nó nói gì thầy? Thầy. Nó hỏi nói gì? Gì? Đập đá cho. Đá đâu? Đá đây nè. Không có ăn nữa. Ủa thầy, sao nó chua chua kìa. Bán hết á. Tay em chua. Qua giờ chưa tắm. Không chứ. Má em tắm đen rồi. Ngô ơi. Đây đây đây. Người nội trợ đám đen. Ngô ta. Rồi. Rồi xong. Quay nồi nè. Cái này view ra hay gì vậy? View ra. Không. Nào thầy. Đâu phải đâu.